Vương Trần đã giúp cho Tây Thi lấy cái nước ra nha mọi người. Cảm ơn Trần Gia Cát và chị Ba đang đổ nước vô cái bếp cho nó khô đây à. Cho nó tắt lửa. Cho nó tắt lửa đây à. Vương Trần giỏi lắm mọi người. Vương Trần đi xách nước giùm Nam Thi à, Tây Thi đó mọi người. Mình với Tây Thi vô chỗ tối không làm gì hết đó. nóng chờ chút đi. Nó ngã con, nó đổ nước không tay á, nước nóng lắm. Nước nóng quá chị ơi. Tay nha. Nước đây nước sôi nha. Nóng hơn nước sôi á. Để ra chỗ nào chị. Đi tới đâu vậy cô ba? Đi về trong ký túc luôn hả? Cô ba đang xin ký túc xá mở cửa cho mình vào giải quyết cái xe than nha mọi người. Thường là 11 giờ, hôm nay bị quá 11 giờ rồi. Rồi tiếp tục phụ của ba chút xíu nữa. Thuyền lên đi, thuyền lên. Giờ đây mai đổ. Dép mới hả? Bây giờ mình về là mấy giờ mình bắt đầu? À, về còn bắt đầu ngủ hả? Về bắt đầu ngủ hả? Về ngủ thì về tắm rửa xong rồi nè, cái ngủ. Ngủ mà quần áo em tới về chưa vậy? Bao lâu rồi? Đã lâu rồi. Cái bộ đồ này em giặt để khô em mới bằng lên thằng ơi. À. Là đều đồ và ngủ luôn. Không có thời gian mới giặt đồ. Giặt đồ có là nó đuối nữa. Giặt đồ đó đi bán về mệt nè, gọt
còn mấy cái quần là... mấy cái quần anh Thuận thấy mấy cái quần màu không em về mấy hôm chà 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 vậy nè, chà một tiếng mấy đồng hồ, giờ có chơi một đống đồ một tiếng mấy đồng hồ em đâu chà nổi. Vậy là một tuần có gom lại không? Gom dạ. Một tuần mới giặt một lần hả? Dạ, em gom lại rồi chắc có làm gì em giặt rồi. Sao không mang ra ngoài giặt? Dạ mang ra ngoài giặt thì giặt cũng có được, tại vì quần dơ quá quần màu á, quần màu ra ngoài giặt đâu có được đâu, không phải là em mới dơ. Mà là không có mấy giặt được. Nếu mà em giặt là ngày mai em còn đuối hai cái tay em nữa. Rồi cái ngoài này cái một ngày chờ rồi về cái mình giặt cái lấy cái bằng chải chà, đâu phải chà đơn giản lên thượng quần màu nó dính ác luôn á. Anh lấy quần màu vàng bỏ nó dính lấy đường luôn không? Nó dính mẹ mắc cỡ luôn á, mà không dính mắc cỡ. Là dính ba cái sa tế rồi đó ha. Ừ, dạ. Dầu. Dính quá trời em về em chà chết luôn, tẩy ha, chơi nước tẩy đó. Rồi hè nhị mua nhiều đồ là do vậy. Không có hả? Đúng rồi. Nhiều đồ để cho một lần giặt được nhiều thì mặc hoài. Yeah. Một hai tuần mới phải giặt một lần. Yeah. Bây giờ là thiếu ngủ, đang bị thiếu ngủ trầm trọng luôn, tại vì bây giờ nhìn cái mặt đây thì rất là bơ phờ. Bây giờ muốn nằm ngủ luôn á. Thôi vậy Tây Thi về đi cho ngủ nè. Bây giờ em hát chị ngủ nha. Xíu nữa chị về bạn gì chị? À chứ nó ba Dượng chạy về. À có ba Dượng chạy về. Rồi hai mấy điện kia đem nước nha. Ủa giờ còn dư cái đó là vỏ bắp hả? Cái này là trái bắp, còn cái kia là vỏ bắp. À vẫn còn trái bắp. Sao gì sao nãy kêu hết rồi mà. Bữa nay thì em có tham. Bữa nay em có tham em lấy hơn cái ngày hôm qua nhiều. À là bị dư đó. Em lấy hơn ngày hôm qua như làm lấy hơn có khoảng lên hơn chút xíu. À có lấy hơn. Em lấy hơn lên chút xíu. Mà hôm nay là gặp mưa ha. Với lại em nghĩ là mình có mướn được hai bạn. Mình đây mình lấy hơn thì mình bán làm sao. Thì nếu mà bà bán như vậy thì bên cắt cái số hơn đó, thì bên lấy về cái bán cho đúng giờ đi về. Nó cực chứ thôi bán cứ hơn cứ muốn lần tăng thêm vậy thì cứ phải chờ rồi. Em mệt. Hôm nay là bị dư quá trời thời gian. Mọi ngày là 10 rưỡi, bữa nay 11 giờ rưỡi luôn à. Ngày mai bớt lại. Bớt lại đi cho đỡ đỡ mà. Em ham. Một lát thì tức là cái vỏ là dư là mình trở về nhà hả? Dạ. Sao mình không để đó? Để đó thì sao? Để đây em nhớ không ai lấy đâu. Nhưng mà sáng hôm sau người ta chị nói với người ta lấy rác, người ta lấy tháng đầu 20 ngàn. Thấy mấy cái đây nhiều quá, tại người ta đi lấy số đường nhỏ. Còn miếng bịch của mình để uống hết xe của người ta. Em mang về thì em để đâu? Em mang về em bỏ vô trong hãng luôn. Bỏ vô trong hãng luôn? Dạ. Trong hãng gác đó ha. À. Trong cái nhà máy gác gì đó. À ở cuối đường Tân Hóa đúng không? Dạ. Cái cầu Tân Hóa. Dạ. Chị chở đi sao vậy hả? Chị ba Dượng chờ. À vậy là giờ là Tây Thi đang chờ ba Dượng ra chợ. Chợ về mọi người. Sau giờ là cái tay bữa nay còn bị không? Nhưng mà cái máy cắt hành là cũng không xài luôn hả? Cái máy cắt hành em vẫn xài. À. Em không có phụ lòng của anh chị. Nghe em không có phụ lòng của anh chị gắn bó mà tình thương của anh chị gửi đến em như là tình thương của anh chị. Em nghĩ như là cao cả lắm anh chị mới gửi cái máy cắt hành hoặc là cái bao tay cho bé Nhi gửi đến cho em. Như mấy anh chị như là lấy tiền đi, ghế này đi. Từ bữa tới giờ, từ bữa em nổi tới bây giờ em lấy toàn là tiền của em mua hết trơn toàn bộ. Em còn có mấy triệu bạc, còn đâu, còn được 3 triệu mấy. Em lấy mấy trơn còn như là còn tiền của anh chị ghế cho em. Em vẫn còn lấy gì chưa có xài tới. Mà em xài muốn hết tiền rồi của em rồi. Rồi tối nay em về sơn nhà nữa. Nhà của em hay nhà của sơn nhà của chị để cho mấy anh đến có thể có người ta tặng quà nào đó hoặc là có anh nào đó vô quay để cho em được.
được có được cái không gian nó sạch sẽ, nhưng mà mình làm nó không gian như cái vô quay đi mình làm không thoải mái, giống như là em làm nó như là đồ nguyên chất, không rất như là đồ rất là ngon, không có chuyện gì xảy ra trong cái vấn đề đó, nhưng mà có cái vết tường á nó không có được như bên em, nó có được như bên em muốn sơn lại á cho nó trắng để cho mấy anh vô quay á cho nó thoải mái, cho nó đẹp ra. Cái vết tường như em thấy vết tường vậy đi, em cũng hơi hoàn hạnh, em cũng hơi thấy nó kệ kệ. Sơn sơn nhiều không chị? Sơn rồi, bữa nay sơn á. Sơn rồi hả? Dạ. Chứ ở đúng rồi dạ. Trời, không chịu nói anh Vương Trần ổng qua sơn cho. Gần xong chưa? Xong rồi. Xong rồi hả? Tưởng chưa xong. Xong rồi. Sơn như là một triệu, như là đánh nó 1.5 triệu. Nhưng mà em nói anh ơi, như anh có thể nào như người ta làm ấy mà không anh? Như chuyện qua em thấy cái chú đó, em thấy chú đó như em về em ngủ không có được. Em về em ngủ không có được, em thấy chú đó, chú vô chú nhìn tiền đi. Mà cái em đưa 10.000 đó nè, cái giờ tự nhiên cái nhớ lại cái gì, nhớ lại tới giờ luôn á. Cha Dương đã tới rước Tây Thi về rồi mọi người. Coi như buổi làm việc hôm nay của Tây Thi sẽ kết thúc ở đây ha. Mình sẽ ráng quay hết cái cảnh buổi làm việc hôm nay của cô ba ha. Rồi cô ba đi xe nào? Để anh chở em về. Anh về đường đó mà. Cô ba kỹ tính lắm mọi người ơi. Rửa cho thịt sạch cái chỗ mà dầu mỡ nó văng ra đó, để cái chỗ làm việc nó được sạch sẽ.